Mời quý vị và các bạn lắng nghe podcast Điểm tin ngày 23 tháng 9 của Báo Tiền Phong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, thi thể nạn nhân thứ tư được tìm thấy cách cầu Phong Châu hơn 20 km. Theo đó, trong quá trình tuần tra cứu nạn cứu hộ, nạn nhân vụ sập nhịp cầu Phong Châu, đơn vị đã phát hiện một thi thể là nam giới đang trôi nổi trên dòng sông Hồng, đoạn thuộc khu Mồ Hạ, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì. Danh tính nạn nhân được xác định là Dương Công Chiến, sinh năm 1988 ở Đan Phượng, Hạ Hòa, lái xe đầu kéo mang biển kiểm soát 19H04212. Như vậy, sau 14 ngày sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm được thi thể 4 nạn nhân trong số 8 người mất tích do rơi xuống sông Hồng khi cầu sập. Ngày 23 tháng 9, sau thời gian nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi, quê ở Trà Vinh, trong vụ án mua bán trẻ em xảy ra tại thành phố Trà Vinh vào tháng 12 năm 2022. Bản án sơ thẩm nhận định, do cần tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, Nhung và một người đàn ông tên Tuấn có 4 con chung nhưng không đăng ký kết hôn, đã bàn nhau tìm gia đình hiếm muộn, có điều kiện kinh tế khá để bán con út 50 ngày tuổi, lấy tiền nuôi 3 con còn lại. Bị cáo Nhung đã giao con cho Nguyễn Hữu Dương để lấy 18 triệu đồng. Theo tìm hiểu, Nguyễn Hữu Dương không có việc làm ổn định, nảy sinh ý định mua bán trẻ sơ sinh để kiếm tiền. Hồi tháng 1 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nhung và Tuấn lần lượt 10 và 13 năm tù cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo Sở Y tế Bắc Cạn, từ ngày 20 đến 22 tháng 9, có tất cả 82 trường hợp, chủ yếu là học sinh tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, phải nhập viện với biểu hiện nôn, sốt, đau bụng, đau đầu. Mới đây, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn, tổng số bệnh nhân phải nhập viện là 57 trên 82 bệnh nhân. Số bệnh nhân còn lại đang được theo dõi điều trị tại nhà. Qua xét nghiệm của ngành chức năng, xét nghiệm trên 6 ca bệnh, kết quả các bệnh nhân này dương tính với vi khuẩn tụ cầu vàng. Theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 7 giờ ngày 23 tháng 9, bão số 4 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã làm 3 người chết do lũ cuốn tại Nghệ An, đã tìm thấy thi thể người mất tích. Về tài sản có 261 nhà hư hỏng, tốc mái, trong đó Thanh Hóa 113, Nghệ An 93, Hà Tĩnh 26, Thừa Thiên Huế 12 và Quảng Nam 17. Cùng đó, một số diện tích lúa, hoa màu, thủy sản đã bị ngập úng thiệt hại, gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi. Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu giải trí nổi tiếng ở thành phố Birmingham thuộc bang Alabama của Mỹ, khiến 4 người chết và 18 người bị thương. Các lực lượng chức năng cho rằng vụ xả súng là có chủ ý và người được coi là mục tiêu chính của vụ xả súng là một trong các nạn nhân đã thiệt mạng. Hơn 100 vỏ đạn đã được thu tại hiện trường và cảnh sát cho biết các nghi phạm có thể đã sử dụng một khẩu súng máy trong vụ tấn công. Hiện cảnh sát chưa xác định được danh tính hay bắt giữ được các nghi phạm trong vụ xả súng. Nhiều tháng sau thảm họa động đất, khu vực tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản lại hứng chịu đợt mưa lũ được cho là chưa từng có trong lịch sử. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 6 người chết, nhiều người mất tích và nhiều khu vực đang bị cô lập sau khi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất. Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới đã phát triển từ cơn bão Pulasan, cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão, đã di chuyển về phía đông bắc trên biển Nhật Bản, cũng mang mưa lớn đến một khu vực rộng lớn của đất nước mặt trời mọc. Trước hàng loạt diễn biến phức tạp của thời tiết, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị các cơ quan của chính phủ giám sát chặt chẽ thiệt hại và cung cấp hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của các địa phương bị ảnh hưởng vì khu vực này vẫn đang trong quá trình tái thiết sau trận động đất. Tối qua, Pháp và Iran đã làm nên một trận đấu gây tranh cãi khi cả hai đều cố tình thua để tránh các đối thủ sừng sỏ tại vòng knock-out World Cup. Với quyết tâm không thắng, cả hai đội đã thi đấu rất thiếu nghiêm túc. Họ chỉ truyền qua truyền lại mà không chịu tấn công bất kể trên khán đài. Người hâm mộ là ó dữ dội. Vào hiệp 2, có lẽ Iran hiểu được họ không thể đạt được mục đích ngay cả có hòa, vẫn nhất bảng vì hơn Pháp về chỉ số phụ nên đã chuyển sang thi đấu nghiêm túc. Đội tuyển này ghi liền 4 bàn thắng trong vòng 12 phút của hiệp 2. Iran sẽ gặp Morocco ở vòng 1/8 trong khi Pháp đấu với Thái Lan.
các hãng thông tấn lớn đều nhận định đội tuyển Pháp đã cố tình thua Iran để được hưởng lợi từ kết quả này, vì như vậy họ có vị thế tốt hơn ở vòng knockout World Cup. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!